Rồi, vô hay gì á các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Tuyệt vời luôn rồi cả nhà. Đây, con tròn thứ ba của ngày hôm nay nè. Em nói ha, làm bình địa cái khu này ha. Đó, dính con tròn mà đất mềm nó làm gì các bạn, đào vậy đó. Hai bên ha. Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui mừng được gặp lại cả nhà và các bạn trong video tiếp theo của mình hôm nay, trở lại thăm cái luồng bẫy trồng mình, tiếp tục cả nhà. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy á. Đầu video cho Hanh Võ bay lòng mới gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui, mình xin mời các bạn. Thì cũng như thường khi các bạn, trước giờ mình thăm cái bẫy đầu tiên ở gần đây nè, cái mình quay đồ nghề cho các bạn xem trước cái rồi mình đi thăm ha. Mình xin đổi camera lại nha các bạn. Rồi thì cũng như thường khi các bạn đồ nghề thì mình cũng mang theo cái gọng nè các bạn, với đựng sóc nè, với mình có mang theo bốn cái bẫy nha các bạn, dặm cho cái luồng này chẳng cho đủ 30 cái các bạn. Mình đặt được 3 cái rồi, còn một cái này để làm cái bẫy xe cua các bạn. Thì trong cái vỏ này bên đây thì vỏ chuối như thường lệ nha các bạn, mình đánh bằng mồi chuối chín, có 2 cái bẫy đánh bằng mồi đặc biệt nha các bạn. Còn cái vỏ bên đây thì mang theo hồi nãy cái bao nữa các bạn, để mình đựng bẫy mình đặt rồi á các bạn, với con dao nhỏ nha các bạn, với 10 mấy cái túi lưới, với có bịch lúa để hồi cho cái mình có đặt 2 cái bẫy lớn á, bằng mồi đặc biệt á, cho con mồi nó ăn nha các bạn. Bây giờ mình đi lại thăm cái bẫy đầu tiên ngay đây nè các bạn, mình xin mời các bạn ha, vào thăm cái bẫy đầu tiên của mình nó có không nha các bạn. Bị mình đi ngược nắng á cả nhà, nó hơi hơi chát. Trời, mới đặt vừa được 3 cái bẫy nhưng cái giờ này mà còn sớm mà ổng không có gió, ổng hầm quá trời luôn, chắc bữa hai bữa gì có mưa cả nhà, thế nào cũng mưa. Ở đây vùng cao cho nên là sáng giờ này mù sương nó còn, nó hơi mù mù nữa các bạn, không giống như như ở ở chỗ khác nha các bạn. Đây, cái bẫy đầu tiên mình đây nè, làm bạn con luôn, mở hàng cho nó xốp dẻo luôn đó các bạn. Rồi chớp rồi cả nhà, chỗ này cũng im lắm mà hụt rồi. Đây, mình đang đứng ở trên các bạn, đặt cái này dưới đường mương luôn đó nè, mà chuối còn luôn rồi cả nhà. Rồi để mình coi mình chỉnh sửa lại rồi cái đi thăm cái khác các bạn, xin mời cả nhà đi tiếp cùng mình nha. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn nữa nha. Bên kia gạo người ta đang tưới cây ở cả nhà. Đi mình mang theo cái vỏ với bẫy xe cua thôi luôn. Ngay đây mình bắt được một con. Rồi hâm cứ trước nó hụt đó cả nhà. Để coi cửa này nó có. Đây mình để cái vỏ anh bờ cái này. Đặt ở dưới cái khe nè cả nhà. Chui vô đây nó hơi tối nữa nha, ở trong đây nó không có ánh sáng. Trời, hụt nữa rồi cả nhà, hụt mà sao mình thấy hình như hết chuối rồi nha. Để vô coi coi. Không có, cái này còn chuối cả nhà. Đây, rồi kiến quá trời cả nhà, coi mình xử lý mấy con kiến này cái gì đi khám tiếp cả nhà, nó kiến bù đỏ hết trơn luôn cả nhà. Rồi mình đến với cái bẫy lớn đầu tiên đó cả nhà, cái bẫy này mình đánh mồi sống nha cả nhà. Có 2 cái lưỡi lớn rồi. Cái này lại tới nơi cái mình không có quay cái đường địa hình nha cả nhà, quay đường đi thôi.
mình mang cái túi lưới này cả nhà, với bịch lúa. Nãy mình có mua bịch lúa cho mang theo cho nó ăn, con mồi mình ăn cả nhà. Ở dưới đây là cái khe suối nha cả nhà, bên kia người ta đang bơm nước. Làm bệnh con khổng lồ cho nó bích lòng đây, cho sướng sướng lên rồi, chật quất rồi, không hay nhúc nhích được cả nhà. Mình nhìn qua cái kẻ, mới hai cái bóng, nhích có là cả nhà. Dính nè, ai da, trời ơi trời, dướng dây trời té. Không biết con gì nha cả nhà, mà mình thấy dính rồi đó. Dướng dây nhờ không có chui vô được cả nhà. Ngay đây mình không có quay cái địa hình, bây giờ đi rồi. Trời ơi con bìm bịp cả nhà. Ui, không biết anh giết con mồi mình chưa, không biết nữa. Chết con mồi cái mắt cong dữ lắm. Ôi nó bự. Chưa chết cả nhà. Chết chưa ta? Rồi. Thôi chết rồi. Hình như chết con mồi cả nhà. Để mình rồi. Rồi để mình bắt nó ra rồi cái mình đi hâm tiếp nha cả nhà. Hình như con mồi chết rồi, có gì cử sao mình đem con mồi khác lên bỏ vô cả nhà. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Cái này hôm nay mình quyết định là dời nó đi chỗ mới luôn nha cả nhà. Thăm 4 kỳ rồi không có. Lần đầu tiên vô nó sập bẫy mà nó không dính con gì hết. Rồi cái mình đeo huyết tới nay luôn. Rồi, hôm nay quyết định là không đeo nữa. Lấy đi luôn. Như là sập hay gì rồi đó nha. Hâm lấy đi, không sập. Rồi. Hụt luôn nha cả nhà. Rồi cái bẫy này mình lấy đi luôn là đúng rồi. Quất luôn, chuối còn nguyên luôn. Rồi dời đi điểm mới luôn cả nhà. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo cả nhà. Mang cái bẫy xe cua hay luôn cả nhà, chuối đồ hay luôn, có cái dính với mình đổi cái bẫy này luôn. Chút mẹ có vô dính rồi các bạn, con trồng kìa, đầu tiên của ngày hôm nay kìa các bạn, ngay gốc cây kìa. tuyệt vời luôn, hình như không lớn cả nhà, được không lớn, tuyệt vời. Bự chưa? Cỡ này là bự rồi. Rồi coi nó quằn. Hết biết luôn đó nha, coi nè. Nó quằn. Đó. Ê, con này dữ cả nha. Đưa vô cái là nó dứt liền à. Và con này hơn ký cả nha. Ôi, coi nó đào cái lỗ luôn các bạn. Ha. Bình địa luôn. Ghê không? Đào cái lỗ. Con này chắc ký mốt cả nhà, tuyệt vời. Để mình sửa cái bẫy về đó, sửa cái nền lại, gấp cái hố lại này, làm cho nó dễ rồi. Mình đặt cái bẫy phụ vô cái, đem em nó ra ngoài bắt cái rồi đi tiếp nha các bạn, tuyệt vời cả nhà. Con đầu tiên rồi nè. Rồi mình đem nó lại đây chống, mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Ngay đây nó hơi bị trá nắng cả nhà, không có chỗ bắt. Mình đem để lại đây bắt luôn cả nhà. Con trồn đầu tiên của mình đang. Con này không lớn cả nhà, 1 kg à. Cỡ chừng ký nha các bạn. Con này cũng không dữ nha các bạn. Thì ngay đây mình nghĩ nó sẽ còn nữa nha các bạn. Xách nó lên cao quá cái nó thấy dưới đất nó sợ nha các bạn.
Rồi, tuyệt vời. Đó, cắn lên rồi. Xe người ta đang chạy ngang ở đó nhảy. Mình bắt nó ra rồi đi tiếp luôn. Con trồng đầu tiên luôn cả nhà. Tuyệt vời rồi cả nhà. Ở bên kia người ta đang làm cái kinh, cái cống đó cả nhà. Nó làm cái hầm hầm hầm. Nhà các bạn thông cảm em. Ra nó đi. Cầm nó đi. Rồi. Con này có 1 ký đủ loại nè cả nhà. Rồi mình buộc cái túi lưới lại rồi đi tiếp nha. Xin mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Đến cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà ơi. Ngay đây mình cũng làm một cặp vừa. Không biết còn nữa không. Ây da, trời ơi. Mới dướng nha. Dắp cỏ ở đây nè. Mình có mang 7 xe cua với chuối theo luôn cả nhà. Để như khi vô nó có cái cái bẫy phụ vô cái mình vinh nó ra ngoài. Trời ơi, rồi xong rồi cả nhà ơi, xong rồi. Rồi. Nó lấy cái bẫy mình mất tiêu rồi cả nhà ơi. Xách cái bẫy mình đi rồi. Rồi, đi. Nghe đây mình bắt 2 con nữa nha. Hôm nay mất rồi. Cái bẫy này dám dính lắm nè cả nhà. Hay có dấu hiệu gom gom đắp vô nè cả nhà. Rồi. Trời ơi dính rồi, đúng rồi, dính rồi. Dính rồi cả nhà. Trời ơi hôi. Hôi trồn dữ lắm cả nhà. Rồi thôi. Mình đi thăm cái khác nha các bạn, để mình nhìn ở dưới cái. Rồi không có đâu, mất rồi. Rồi đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Cái này cái bẫy khổng lồ đánh mồi chạy cả nhà. Ủa bờ nào quên rồi trời, mình đây. Mất cái bẫy, mất luôn con trồn và mất luôn cái chỗ đặt nha các bạn. Là mất tới 3 thứ lận chứ không phải 1 thứ cái bẫy không nha. Cái nãy dính con trồn luôn cả nhà. Tại con trồn nó gom đất vô một đống luôn. Ui không sao, không hồi nữa. Dính con hàng khủng luôn đấy. Quê liền chứ gì đâu. Cái bẫy này mà sập một cái là vô mánh liền. Khủng liền. Rồi chết rồi cả nhà. Mình đem lúa cho con mồi mỹ nè. Em nó còn luôn cả nhà. Này mồi đánh bằng con cu ngói nha cả nhà. Rồi mình coi cho nó uống nước lúa rồi coi còn nghe các bạn, cái rồi mình đi tiếp. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Xe máy cày người ta đi đẩy, ta chở đồ ngang cả nhà. Mình đi riết vô thăm cái bẫy này để người ta thấy nha, để cái chỗ đặt nha các bạn. Vì lẽ nó có đụng lắc thì cả nhà không cảm ha. À, em nó ra dưới đây. Chỗ này chưa dính con trồn nè cả nhà. Sốc không. À, cử này hình như hụt rồi cả nhà. Mấy người sốc rồi. Hết rồi. À, cử này chết rồi cả nhà. Anh em ở đây còn luôn. Coi chỉnh sửa cái bẫy này lại rồi mình đi tiếp nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn ơi.
Ngay đây mình dính một con rồi thăm hai cử rồi nó hụt hết luôn. Coi hôm nay nó có. Rồi hụt luôn cả nhà này. Không sập luôn. Coi mình chỉnh sửa cái bẫy này lại cái rồi đi tiếp nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn đó nha. Cái bẫy này mình đặt không có chỗ đánh nó nha. Đánh ở dưới cái đường mương luôn. Mình thấy rất là ngon nha cả nhà, mình đánh đánh nó trong lỏng luôn. Nhưng mà cái bẫy này nó an toàn lắm, đánh ở dưới cái đường mương đó cả nhà. Mang cái bẫy xì cua luôn đó nha. Chuối luôn mang hơi sẵn luôn. Sập rồi cả nhà. Trời ơi rồi rồi chết rồi. Trời ơi cả nhà ơi. Trời ơi con chồn khổng lồ luôn, nó chết rồi cả nhà ơi. Nó nằm ngủ, nó nằm ngủ cả nhà. Trời ơi, mình hết hồn hết vía. Nó nằm đập rửa lên mình tưởng chết. Rồi, mới đụng cả nhà, mới đụng. Tuyệt vời cả nhà, con chồn thứ hai nè cả nhà. Cho con này vô hai đêm nữa nha. Khờ lắm mà nè, đường coi nè. Nó hai gác vô nữa nha. Đi không, không lớn cả nhà. Tại nằm ngửa lên mình thấy nó vậy. Không lớn nha cả nhà. Ồ con này đừ lắm cả nhà nè, yếu lắm nè. Con này bằng con đầu với gì cỡ chừng ký rồi cả nhà. Ôi ôi. Coi nè. Vợ cự rồi nè cả nhà. Tuyệt vời. Ở đây không có cái chỗ đánh đó cả nhà. Cái bẫy này, cái bẫy 8 ô vuông dài 19 ô cả nhà. Cái bẫy đợt đầu tiên mình bằng nè, coi nè nó khát nước con mắt nó hụt rồi nè nha. Con này mà mình đi trễ đến trưa là chết. Rồi. Xử lý em nó ra rồi cái mình đặt cái bẫy phụ vô cái đem lên trên bắt cái đem cho nó uống nước liền nha cả nhà để nó chết uổng cả nhà. Rồi quá khỏe cả nhà, hai con này. Mình đem nó ra đây tắm mình bắt nó ra rồi đi thăm tiếp cả nhà. Mình thanh thủ bắt giết thì mình đem xuống suối cho nó uống nước cả nhà. Nó đừ lắm rồi, gần chết rồi. Ngã nghe không? Con mình quá yếu rồi. Mình lại mình thấy nó nằm lật ngửa lên mình tưởng nó chết ngay cả nhà nhưng mà không phải nha. Đừ rồi. Ở mặt nó nè. Mắt mất nước rồi các bạn. Con mắt nó đờ khờ. Rồi con thứ hai rồi cả nhà. Thì chào rồi cả nhà. Đầu tiên nè cả nhà. Cho mình một xin một like cả nhà. Chạy hết nổi luôn rồi cả nhà, té ngang luôn. Rồi đừng con này chừng ký nữa rồi cả nhà, và mình cứu cấp nó liền nghe cả nhà để hơi nó chết á. Tiếp tục ngay đây có một cái nữa các bạn ơi, mình mang đồ nghề theo luôn. Mang đồ nghề theo lên dốc hơi bị đuối cả nhà. Ngày đây nắng dữ lắm cả nhà. Để giỏ đi.
rồi hụt. Thấy cái bẫy nó còn dương càng lên là biết rồi. Rồi chết luôn đó nha. Em lấy là đây. Chuối còn luôn đó nha. Rồi mình đi thăm cái khác nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo nữa cả nhà. Ngày để dính một con rồi lâu lắm rồi không có dính nữa các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình dời nó lời đằng kia luôn để đi thăm biết đuối quá rồi hụt luôn, dời đi là đúng rồi nè cả nhà. Đem lên kia coi hứa nó có may mắn hơn không nha cả nhà. Rồi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo cả nhà. Cái này hôm nay mà nó hụt hay là dính thì mình cũng lấy đi luôn cả nhà. Hôm nay lâu rồi không dính. Dính con một rồi thôi. Lấy đi luôn đúng. Rồi. Con sắp rồi cả nhà. Mình đi lố. Nghe nó tung nghe cạch cạch mình nó dòm lại. Đây, em ở đây. Hơn. Cái bẫy này mình không có gài cái phá lên trước luôn rồi đó nha, mà nó tung ra không được nha. Này mặn trồn cái đi mất rồi đó nha. Rồi mình bắt nó ra cái đi tiếp nha các bạn. Con sóc đầu tiên. Rồi mình đến với cái tiếp theo luôn các bạn. Chực quớt rồi cả nhà, nhìn thấy luôn. Đây. Lắc để thêm, để em nó thêm kỳ nữa còn sao nha các bạn, không sập được. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Cái này dính ba con rồi, cái hôm rồi nó xảy một con cái tới nay luôn chết luôn, thăm mấy kỳ rồi nó không hai kỳ rồi nó không vô lại cả nhà, để coi kiểu này nó có vô lại không. Hay có gác rồi cả nhà, có gác trong bẫy mà không biết có con chồng không à. Rồi dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Trời ơi, hình như chết rồi cả nhà. Râm ngu rồi trời. Trời ơi, rồi chết rồi. Không, ôi trời ơi, con chồng nó bự ông nội ơi. Cô nó đào bới nè, trời ơi, kiến cắn chết nó cả nhà ơi. Trời ơi, nó bự khổng lồ luôn. Con chồn này mình sảy hả một lần rồi, bữa nay mới dính được nó nè cả nhà. Ủa kiến kiến thui thằng ở đau lòng chết mình rồi. Ủa nghe đây, ba con rồi, con thứ tư không ăn được cả nhà. Trời ơi
con này là 1,5 kg, 1,6 kg tròn cả nha. Nó bự nè. Trời ơi, kiến. Kiến đốt nó nha cả nhà. Trời ơi, quá tội nghiệp luôn. Rồi thôi, mình xử lý cái ca này rồi mình đi thăm tiếp nha cả nhà. Coi cái đầu nó bự nè. Chết hôm qua rồi cả nhà, bị kiến cắn chết hôm qua rồi. Rồi thôi, mình đi thăm cái bẫy khác nha các bạn. Rồi đến cái bẫy tiếp theo cả nhà ơi. Cái con nãy nó bị hy sinh là không phải do mình, lỗi do mình đâu nha các bạn. Nó vô nó ăn không hết chuối á, kiến nó bù vô nó thui chết, không sử dụng được luôn nha cả nhà. Chết đâu ngày hôm qua rồi, em nó tử nạn ngày hôm qua rồi. Rồi thôi mình xử lý, mình bỏ luôn rồi cả nhà. Cái con nó sảy một lần rồi mình đeo lâu dữ lắm rồi nó mới vô, mà không ăn được luôn mới ghê. Nghe đây bắt hai con rồi. Rồi trời ơi, chết nữa hay gì rồi cả nhà ơi. Đúng rồi, mình sốc đen dữ rồi trời. Trời ơi, kiến hôi nữa cả nhà ơi. Mùa này quá kiến cả nhà, con sóc cả nhà. Rồi để con nghiên cứu đặt cái bẫy này lại rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ngay đây có một cái nữa các bạn. Ngay đây cũng chưa dính con tròn nữa các bạn ơi, dính sóc không. Ông trời ông chuyển mưa cái sụp nắng xuống mát quá liền các nhà, đỡ hơn nãy giờ một chút. Ông này muốn mưa dữ lắm rồi, cù mới bay lên nữa cả nhà. Ở đây toàn là cù cườm không cả nhà, cù đất không. Ở đây chuyên gia là dính sóc, chưa dính con tròn ở đây hết. Này ở dưới đây là cái suối nha cả nhà, cái vực thẳm luôn. Vòi sập nữa rồi cả nhà, vòi sóc nữa rồi. Ở đây thôi khỏi nói rồi. Cặp cái dòng suối này chạy qua chạy lại, thế nó chạy vô cái bẫy này. Rồi con sóc thứ hai, cái ngày hôm nay nè các bạn. Con tròn thứ ba nó không may nó bị kiến thui nha các bạn. Rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Ngay đây thăm cử thứ ba luôn. Hai cử rồi nó hụt hết. Rồi. Tính đi lại đằng kia luôn nha. Rồi, vô hay gì á các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Rồi. Tuyệt vời luôn rồi cả nhà. Đây, con tròn thứ ba của ngày hôm nay nè. Em nói ha, làm bình địa cái khu này ha. Đó. Dính con tròn mà đất mềm cái nó làm gì đó các bạn, đào vậy đó hai bên ha. Tuyệt vời rồi cả nhà, con này cũng khủng rồi, bự rồi. Ôi trời ơi, ngay chỗ này là cử thứ ba nè các bạn, nó dính nè, cũng không lớn ở nhà, hơn ký. Cái đào cái lỗ, muốn đặt cái bẫy lại rồi lại phải sửa cực lắm nha cả nhà. Mình đem nó ra chống bắt rồi đi tiếp. Đi tiếp cả nhà ấy, cũng gần hết bẫy rồi. Quá đẹp rồi cả nhà. Ôi mình bữa nay mà đừng có chết con kia là bữa nay, đừng có hy sinh một em là bữa nay mình được 4 em luôn đó cả nhà. Quá đã cả nhà ơi.
mình đem lại đây nó mát á, mình tranh thủ mình bắt rồi mình đi kiếm cho các bạn ơi. Ở đây không có chỗ bắt bị gì, nó gần đường á. Con này gần cái này nè. Con chồng thứ ba nè cả nhà. Còn con nãy nó hy sinh mình không tính gì cả nhà. Bắt tuyệt vời cả nhà. Thấy tình hình luôn. Con này rất đẹp cả nhà, gần ký. Bắt nó ra không cả nhà. Chà cái túi các bạn, cả nhà và các bạn cho mình xin một like ha. Rồi, con này chắc ký cứng ký vậy đó nha. Rồi mình buộc cái túi lưới lại mình đi hâm tiếp nha. Xin mời cả nhà và các bạn đi hâm tiếp cùng mình nha. Ngay đây trái nắng cả nhà ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo đó nha. Đợt trước mình thăm ngay chỗ bụi chuối này nè, cái nó bị kiến nó thui, cái mình dời qua đây. Mùa này mùa khô ít, ông trời cũng chưa có mưa, kiến dữ lắm nha cả nhà. Nó hay bị chết luôn, kiến cắn nó chết chứ không gì. Cũng mang cái bẫy xe cua thôi luôn cả nhà, chuối đồ sẵn luôn. Có cái lần mình đổi cái bẫy vô sập rồi cả nhà ơi. Ủa sao ngồi sắp chuột rồi quá rồi, sắp cái này rồi, con sắp thứ ba luôn rồi cả nhà. Hôm nay em sắp thứ ba rồi, mình còn mình xử lý em nó ra cái gì, mình đặt cái bẫy phụ vô rồi đem ra ngoài bắt cái mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo cả nhà. Giờ ông chuyển mưa rồi đỡ nắng. Nghe đây mình cũng lượm được con rồi cả nhà. Cần ngồi nó hụt để cái này nó có. Thôi mình đang xuống dọc thôi cả nhà. Trên đồi đi xuống nó từng trợt cả nhà. Chợt té là chuyện bình thường. Làm bệnh con nữa cho nó khỏe rồi. Nghe đây mới có con là dính con nữa nha. Rồi hụt rồi cả nhà. Hay à. Tay mình thấy cái ôi da trời, thấy cái đít bẫy nó có hai chiếc chuối nè là mình biết rồi, nó vô là hết chuối rồi nha cả nhà. Rồi mình đi thăm cái khác tiếp tục nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo luôn cả nhà. Ngay đây mình cũng thăm hai cử hết. Giờ gió mát ghê luôn cả nhà, khỏe lắm. Gió ầm ầm đã, nắng cũng bớt dịu lại. Rồi sập luôn rồi cả nhà ơi. Sập luôn rồi, con gì đây? Làm con nữa đi. Trời ơi. Con nội sóc con chạy ra, con múa lửa rồi. Chỗ im hết sức, mấy kỳ dính con sóc. Có dính là mừng rồi. Ở con này mới vô luôn đó nha, chưa kịp ăn chuối luôn nè. Con sóc này nữa là con sóc thứ tư rồi cả nhà, bốn con này. Sóc bự không rồi cả nhà, tuyệt vời luôn. Rồi mình coi đặt cái bẫy phụ lại để đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo cả nhà. Ừ,
Ngay đây mình cũng thăm hai cử rồi. Chưa có luôn đó nha. Cử thứ ba này coi nó làm sao nha. Ủa các bạn, trời vô rồi cả nhà. Vô rồi, tiếp tục. Lòi cái bẫy lúc vô trong kia. Lúc trong này đào lỗ. Con chồn thứ tư luôn rồi nè cả nhà. Vô rồi. Quá trời đất cát nó đào rồi. Nhìn vậy luôn ha. Quá tuyệt vời luôn rồi. Con này dữ cả nhà. Hùng. Trời ạ. Ôi. Ở đây không có khu này, không có chỗ mát để bắt luôn đó nha. Giờ làm sao giờ chạy. Nguyên cái đồi này đồi chọc, chỉ có dưới cái mương này là nó có chỗ đặt thôi cả nha. Ê, trời ơi, con này nãy giờ bự hơn mấy con nãy giờ cả nha. Con này lớn hơn mấy con nãy giờ. Khủng hơn. Dài đòn nè. Dài bằng gần bằng cái lồng luôn. Rồi để mình đem ra ngoài bắt đi rồi tính sau cả nhà. Tuyệt vời rồi, con thứ tư rồi nè cả nhà. Quá đẹp cả nhà ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình đem lại đây cắm mình bắt cái rồi tranh thủ đi giết qua hôm mấy còn như 5 cái nữa hết rồi cả nhà. Chiều rồi cả nhà. Rồi. Con chồng thứ tư luôn nè cả nhà. Hôm nay mình không bị hy sinh con là 5 con nữa đó nha. Ủa tuyệt vời luôn cả nhà. Ui, quá đẹp. Quá may mắn cả nhà. Rồi, con này bự hơn mấy con nãy giờ cả nhà. Khoe lâu chút cả nhà. Rồi, cả nhà và các bạn đang xem video cho mình xin một like ha. Quá tuyệt. Nãy mình quên. Chuối mình đem theo để mình đặt cái bẫy đó cả nhà. Bạn vợ dính rồi mình thấy tắt nó ra rồi mình mới. Con bìm bịp nè cả nhà. Mình cho nó uống nước nè. Con tròn, một con. Hai con nữa, hai con đang nằm ngủ nè cả nhà. Hai con nữa nè, ba con. Còn con trong cái túi nó là bốn con nha cả nhà. Trong cái vỏ nè, bốn con. Con này lớn nhất hồi nãy giờ cả nhà. Bự hơn mấy con bắt đầu tiên các bạn ơi. Có con chồn chết, con chồn khủng chết rồi cái. Em chồn khủng bị kiến thui nó hy sinh nha cả nhà. Chứ con chồn đó không phải là do mình, lỗi do mình nha. Đây. Mình một túi lưới lại cái rồi đi tiếp cả nhà. Xin mời cả nhà và các bạn đi tiếp cùng mình nha. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo cả nhà. Cái này mình dính một con chồn, người mình dính một cặp gà rừng con đó, mà mình thả mình không có bắt đó cả nhà. Cử này mình lấy về luôn. Giờ còn 4 cái nữa hết rồi cả nhà. Chiều rồi đặt không kịp là đặt tới lời không kịp cả nhà. Mình vô mình rút 4 cái này về luôn. Hồi sáng mình mang theo 4 cái mình đặt ở điểm mới rồi. Ngay đây nó hết chạy rồi cả nhà. Rút 4 cái này đi cái cử sau mình dậm lại chỗ mới luôn cho nó có cả nhà. Này, dưới đây. Ây da. Rồi hụt rồi cả nhà. Rồi hết. Ở đây rút là đúng rồi. Rồi rồi. Cả nhà coi ngồi ngoài ăn mà. Sạch sẽ luôn ha. Nhưng mà thôi mình rút luôn cả nhà, quyết định rút là rút. Rồi ở đây mình có một cái nữa rồi các bạn. Cái này mình dính hai con chồng đèn ở đây rồi cả nhà. Hôm nay mình cũng quyết định lấy đi luôn. Rồi xuống đầu dưới kia hai cái, mà đầu dưới kia là nó hay có chó nha cả nhà, với có người nó đi giường nữa. Quay được thì quay, còn không được thì
thì mình sẽ bỏ qua hai cái đó, mình ra mình kết thúc video luôn ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Cái này còn hai cái nữa nha các bạn. Rồi, hụt rồi. Hôm nay lấy đi là đúng rồi cả nhà. Ngay đây lụm hai con đèn rồi cả nhà nhớ ha. Rồi, mình rút cái bẫy này về luôn cả nhà. Rồi, cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi, lại chỗ này trống á, mình tổng kết cái thành quả cho cả nhà và các bạn xem cái mình về ha. Thì hồi sáng mình đem theo 4 cái bẫy, giờ mình rút về 4 cái cả nhà. Thì cử sau mình thăm vẫn là 26 cái nha các bạn. Hôm nay thăm 26 cái mà gớt hết anh em trộn khủng nhất của ngày hôm nay bị nó kiến nó hôi nó hy sinh không may nha các bạn. Thì mình còn được 4 con trồn với 4 con sóc cả nhà. Giờ mình làm sẵn ra rồi, mình kéo lên mình cân nữa rồi nó được nhiêu cái mình về các bạn ơi. Hôm nay trộn không lớn nha, nó rồi rồi nha. 8 mỗi một con là 2 cái túi lưới, là 8 cái túi lưới với cái cây đó là 1 kg lô trừ bị 1 kg nha các bạn. Nãy mình thử rồi. Mình lấy tấm hình cái rồi cái xong cái rồi cái điện thoại muốn hết pin luôn rồi cả nhà ơi. Rồi, tuyệt vời cả nhà ơi. Để cho mình lấy tấm hình cái rồi. Rồi mình kéo cái cân thử rồi nó được nhiêu cái này về các bạn ơi. Chiều quá đây. Nè. À, cái cân đang là 4 con số 0 nha cả nhà. Bữa nay trộn nó nhỏ không à cả nhà. Nó rồi rồi con chừng ký 1 ký vậy mà nó dữ quá, nó xé túi lưới nãy giờ xé mấy cái túi lưới rồi, mình không dám để một cái như hôm bữa nha các bạn. Nên mình để hai cái. Đúng 5 ký rưỡi luôn cả nhà. 5 ký 50. 5 ký 50 thì mình trừ bì ra 1 ký là còn có 4 ký rưỡi trộn rồi nha cả nhà. Chương trình mình thăm bảy trộn vậy là mình cũng đã hạnh phúc rồi cả nhà ơi. Thì rất là vui rồi. Có dính là mừng lắm rồi. Thì chương trình mình thăm bảy trộn thì đến đây thì cũng xin kết thúc ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui ha, cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.